bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Địch Lệ Nhiệt Ba lên tiếng về nghi vấn mang thai. Trong thời gian qua, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục che chắn vòng hai mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Trong làng giải trí xứ Trung, Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều năm qua là nữ diễn viên được đông đảo khán giả bày tỏ sự mến mộ và yêu thích nồng nhiệt. Ở tuổi 31, cô nàng đã bỏ túi nhiều vai diễn trong các bộ phim đình đám như Tam Sinh Tam Thế, Chẩm Tượng Thư, Trường Ca Hành, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Ở người Tân Cương luôn tỏ ra khí chất ngọt ngào, nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ, khiến công chúng không thể rời mắt. Ngoài sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, cuộc sống đời tư của mỹ nhân sinh năm 1992 cũng đặc biệt nhận được sự quan tâm của khán giả. Cho đến nay, nữ diễn viên chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong thời gian qua, cư dân mạng đều không ngừng xôn xao, bàn tán và tin đồn Địch Lệ Nhiệt đang mang bầu. Chưa dừng lại ở đó, có nguồn tin cho rằng trong thời gian sắp tới, nữ diễn viên sẽ kiếm cớ đi công tác ở nước ngoài để thuận tiện cho việc sinh con. Một trong những nguyên nhân khiến tin đồn trên ngày càng đi xa bắt nguồn từ người đẹp sinh năm 1992, không còn xuất hiện nhiều lần như trước. Hoặc mỗi khi lộ diện, cô đều ra sức che chắn vòng hai, trước ống kính hoặc ở chốn đông người. Đứng trước tin đồn trên, phía công ty quản lý của Địch Lệ Nhiệt Ba đã có động thái phủ nhận thông tin nữ diễn viên mang bầu. Thông qua nội dung trong văn bản gửi đến giới truyền thông, công ty khẳng định những nghi vấn trong thời gian qua liên tục đến mỹ nhân sinh năm 1992 hoàn toàn là tin đồn ác ý, bịa đặt và vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nữ diễn viên. Đơn vị này còn yêu cầu những người dùng trên mạng xã hội dừng có hành vi phát tán tin đồn không có thật. Hiện tại, công ty quản lý của Địch Lệ Nhiệt Ba đã thu thập chứng cứ, áp dụng những biện pháp lý để bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.